để làm sao mà tất cả các đại lý, các nhà phân phối phải có một cái kiến thức cơ bản. Những người phụ nữ kinh doanh bằng cảm xúc, bằng bản năng, trời phú cho mình cái đấy. Nhưng tuy nhiên, khi chúng ta đã vào cái nghiệp kinh doanh là chúng ta liên đới đến rất là nhiều người. Cho nên là chị cũng mong là em có một chút nào đấy, nếu có cơ hội sẽ thay đổi.